Anh lên tới nơi mắt sáng chỉ nhìn thiên nhiên họ thăm đền xuống huyệt đi nơi nào hỏi thăm ra kết ba vào có chờ bố hạ đường mong đến giờ bóng nghe cửa chúc tiên chúc mọc nguy ta hãy đâu sự lạ phi thường thì lão tổ theo thầy học đạo 10 năm son thu gỗ giáo rất nhang xét đời bình 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 ca chín niên thì sắc phong bà chú bó xuống chân phàm chân ni giữa các nghi châu nhân ni dươn nập nập miều lê thơ chân đau xót thương cho chân phàm bao kẻ u mê như xưa thái tổ chiều một lòng thờ cha kính mẹ gặp được thầy thủy cốc tiên sinh cả một đời lòng phúc cứu dân
một ni người con ai thôn quê chú dịu hiền, sống một lòng thờ cha kính mẹ gặp được thầy thủy cốc tiên sinh cả một đời làm khúc cứu dân. Thank you.
sắc sừng vàng, đẹp cho các nghệ giàu sang đi đời, đẹp cho các nghệ thì đời đời giàu sang. Tận nơi ngần dù hoa
gần xa quý đầu về vòng bài. Hỏi khách rằng ai biết ai trăng trên sơn lâm lâm bố hạ quê nhà. Sông ngưng bò hạc thẳng nối về bố hạ làng sang. Mà lòng trần đau xót thương trần phàm bao kẻ u mê như xưa thái độ chiều lê. Bảo những điều hay trần gian đi đừng thấy đang đang nghi cánh mà cười trời mưa như nước đổ trên muôn cùng cô nghĩ dòng xưa mẹ thì cũng như con một nhà. Thằng Giang hồi cung